Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục giải đáp tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về một vấn đề mà đang nhận được sự quan tâm từ phía phụ huynh cũng như là các thí sinh, đó chính là phương thức tuyển thẳng cũng như là phương thức xét tuyển ưu tiên dành cho những bạn thí sinh. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ từ phía tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Thẳng của trường thì nếu như các bạn đọc quy chế về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2017 thì các bạn biết rằng trên những quy chế của bộ, ví dụ như là những đối tượng là tuyển thẳng thì trường họ áp dụng những quy chế đó, ví dụ đó là thành viên tham gia các cái đầu tuyển quốc tế, thành giải nhất nhì ba đầu tuyển học sinh giỏi quốc gia, nhất kỳ ba các cuộc thi về khoa học kỹ thuật. Ngoài ra thì trường còn áp dụng hình thức là ưu tiên xét tuyển các học sinh trường chuyên trên toàn quốc, và cái thứ hai là ưu tiên xét tuyển các học sinh 100 trường phổ thông có điểm thi trung học phổ thông cao trong 2 năm vừa qua, đó là 2015-2016. Thì tất cả các trường này chúng tôi sẽ đẩy lên website và các bạn có thể coi được để xem là cái điều kiện của mình. Tuy nhiên nếu được xét tuyển thì các bạn cảm thấy rằng cái điều kiện kèm theo, thứ nhất đó là các bạn phải 3 năm liền là học sinh giỏi, và thứ hai là các bạn phải có hạnh kiểm tốt, và thứ ba là các bạn phải có một cái thư giới thiệu từ phía thầy cô, tức là những người trực tiếp giảng dạy của các bạn. Thứ tư nữa là các bạn phải có một cái thư trình bày cái lý do vì sao các bạn chọn ngành học này và vì sao các bạn muốn vào cái ngành này tại trường Nhân văn, để xem rằng cái suy nghĩ của các bạn nó như thế nào, nó có đúng hay không, cái khả năng tiếp cận của các bạn với ngành học cũng như cơ hội để các bạn hiểu ngành học. Thì tôi nghĩ rằng những cái thông tin này sẽ giúp hội đồng tuyển dụng nhà trường có một cách nhìn về các bạn rõ hơn, để các bạn có thể có cơ hội để trở thành sinh viên của trường. Thì tôi nghĩ rằng nếu như các bạn có đáp ứng những tiêu chuẩn thì các bạn mạnh dạn hồ sơ, và những cái thông tin này thì chúng tôi sẽ đưa lên trang tuyển sinh của trường và các bạn cứ vào trang tuyển sinh để biết được thông tin cụ thể. Riêng trong quy chế thi trung học phổ thông quốc gia thì tôi cũng được biết là một số bạn ở phổ thông hiện nay cũng có những cái chứng chỉ quốc tế, thì các bạn có thể là đạt chứng chỉ này và các bạn theo quy định thì các bạn được miễn và được xét tốt nghiệp về cái môn ngôn ngữ, các bạn không phải thi. Tuy nhiên đối với trường chúng tôi thì là một cái trường đào tạo về ngôn ngữ và rất nhiều ngành tuyển về ngôn ngữ, thì chúng tôi vẫn quan niệm rằng nếu như các bạn muốn vào trường chúng tôi thì các bạn bắt buộc phải thi ngôn ngữ. Ví dụ các bạn đã miễn thi tiếng Anh để xét tuyển tốt nghiệp, nhưng mà muốn vào những cái ngành tiếng Anh của chúng tôi, chẳng hạn ngôn ngữ Anh hay là quan hệ quốc tế, Nhật Bản học Hàn Quốc v.v. những cái ngành mà có tuyển khối D1 thì các bạn phải tham dự tiếng Anh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Chứ chúng tôi không dùng cái kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển miễn học, miễn thi ở trung học phổ thông quốc gia để các bạn có thể xét tuyển vào trường cái môn ngôn ngữ, chúng tôi không sử dụng, bởi vì đi dạy nó, bởi vì chúng tôi cho rằng như vậy là không công bằng đối với tất cả các thí sinh. Và tuy nhiên những bạn nào mà có chứng chỉ quốc tế thì cái cơ hội của các bạn nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như chúng tôi vẫn, trong cái quy định của chúng tôi thì chúng tôi vẫn ưu tiên xét tuyển cho những thí sinh nào có chứng chỉ quốc tế. Và nếu như các bạn vào đúng những cái ngành học, ví dụ như là các bạn vào ngôn ngữ Anh mà các bạn đã có chứng chỉ quốc tế IELTS 6 chấm trở lên chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng khoa sẽ tổ chức cho các bạn nộp cái chứng chỉ này vào và các bạn có thể thi kiểm tra các khoa tổ chức thi, và những bạn nào giỏi thì các bạn sẽ được miễn tất cả những kỹ năng, tức là cái phần language skill, tức là những cái kỹ năng nghe nói đọc viết đầu tiên, và các bạn học được học tiếp với các anh chị năm 2 thì cái thời gian học của các bạn sẽ được rút ngắn lại. Và ở trường chúng tôi thì cũng những anh chị giỏi thì vẫn tốt nghiệp 3 năm, đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh thì có một vài anh chị đã tốt nghiệp 3 năm ra trường chứ không phải là 4 năm như thiết kế chương trình đào tạo.